Xin chào tất cả các em, chúng ta đều phải viết những bài phân tích văn học. Nhưng chúng ta thường gặp phải một số vấn đề, đó là bài viết của chúng ta quá ngắn, bài viết của chúng ta không sâu sắc, và có một số bạn thì còn chẳng biết viết như thế nào. Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết bài phân tích văn học vừa dài, vừa sâu sắc, lại rất dễ làm. Chúng ta biết các bài phân tích ấy có thể xoay quanh những vấn đề, ví dụ như là phân tích một đoạn thơ, một đoạn văn, phân tích một nhân vật, vân vân. Và để làm bài này thì chúng ta đầu tiên là phải lập dàn ý đã. Nếu không có dàn ý thì chúng ta sẽ không biết triển khai ý để viết cho dài và sâu sắc. Ở trên màn hình, chúng ta đang thấy một hệ thống dàn ý khái quát, mở bài giới thiệu vấn đề cần phân tích, thân bài triển khai lần lượt các ý, từ ý 1 cho đến hết, và kết bài là chúng ta kết luận chung như cảm nghĩ của mình. Mở bài và kết bài thì chúng ta có thể tự sáng tạo. Tuy nhiên thì thân bài chúng ta sẽ chú ý cần làm thêm một cái bố cục nhất định để chúng ta có được một bài viết dài hơn. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ triển khai các ý nhỏ trong phần thân bài theo hướng sau. Thứ nhất là chúng ta phải nêu được các chi tiết hình ảnh câu thơ cần phân tích. Sau đấy thì chúng ta phải giải thích. Câu này thì thường là các bạn đã được thầy cô giáo ở trên lớp hướng dẫn, với việc thầy cô giáo đã đi vào giảng giải từng từ ngữ hình ảnh, ví dụ như là trong các câu thơ thì từ này có ý nghĩa gì, cả câu ấy sử dụng biện pháp tu từ gì, trong nhân vật thì các chi tiết này thể hiện đặc điểm gì về nhân vật. Thì chúng ta sẽ phải email ra xong phải giải thích, phải nói rõ được các từ ngữ, các ý quan trọng, các biện pháp nghệ thuật để dùng trong đấy. Nếu mà làm được phần này thì có lẽ là chúng ta cũng đã làm cho bài văn của mình đã đảm bảo được một hệ thống điểm tương đối rồi. Tuy nhiên thì bây giờ muốn bài văn sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ phải đến bước tiếp theo là bình luận. Phần này thì nhiều các bạn bỏ, thế nhưng nếu không bình, không có sự so sánh liên hệ mở rộng ấy, thì chúng ta sẽ làm cho bài văn của chúng ta nó không có sự sáng tạo và đương nhiên cũng không được dài được. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ đi vào bình luận các chi tiết hình ảnh câu thơ ấy, xem là chi tiết ấy đúng hay là sai. À, đôi khi cũng có một số trường hợp như thế đấy. Ví dụ như là chúng ta phải phân tích một số những cái hình ảnh mà về nhân vật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh ấy, về nhân vật ấy được thể hiện cái nét tính cách gì về nhân vật đúng hay sai này. Tiếp chúng ta có thể là bình luận xem là vậy thì cái hình ảnh, cái chi tiết ấy, câu thơ ấy có ý nghĩa gì? Nó đóng vai trò gì trong bài thơ? Có thể mở rộng hơn nữa là đóng vai trò gì trong cái việc thể hiện cả phong cách tác giả nữa? Hoặc là nói đến nguyên nhân dẫn tới là tại sao tác giả lại cho rằng bởi vì nó xuất phát từ đâu, có thể là từ phong cách tác giả, hoặc là vì yếu tố ảnh hưởng tác động khác từ bài thơ, bài văn ấy. Và đặc biệt là luôn luôn phải có sự so sánh liên hệ với các chi tiết hình ảnh, câu thơ, câu văn khác nhé. Những phần này đương nhiên là dành cho các bạn học giỏi rồi, nhưng nếu mà chúng ta tự nhớ được những cái bài mà chúng ta đã học trong chương trình, chỉ liên hệ như thế thôi thì bài của chúng ta cũng đã sâu sắc rồi, không cần phải lấy những bài ở ngoài. Do vậy thì ai cũng sẽ làm được phần so sánh liên hệ thôi. Các em cứ chịu khó đọc tham khảo, các em sẽ cảm thấy phần này rất dễ. Đây là hướng triển khai. Và theo hướng triển khai ấy thì chúng ta sẽ có dàn ý phần thân bài như sau. Ví dụ như là thân bài ở đây là có 3 ý. Thì ý 1 chúng ta sẽ nêu các hình ảnh chi tiết cần phân tích, sau đó thì đi vào giải thích cái chi tiết hình ảnh ấy và bình luận. Ý số 2 và số 3 cũng tương tự như vậy. Như vậy rất dễ nhớ đúng không các em? Nó không quá là dài dòng như những phần ở trên lớp có thầy cô giáo đưa ra. Thế nhưng mà chúng ta cứ làm theo dàn ý này thì đảm bảo là bài của chúng ta vẫn rất đầy đủ. Và hơn nữa thế thì bài của chúng ta lại hệ thống logic nữa. Ví dụ như ở đây, cô đang triển khai ý 1 trong phần dàn ý của đề. Phân tích nhân vật tuấn cao. Ý 1 bao giờ cũng là Tuấn Cao là người tài hoa. Và để làm rõ ý 1 này thì cô đã nêu ra chi tiết Tuấn Cao nổi tiếng với viết chữ đẹp và viên quản mục muốn xin chữ Tuấn Cao. Ở đấy chúng ta phải đi vào giải thích một số những cái từ ngữ hình ảnh mang tính chất quan trọng. Ví dụ như là tài năng viết chữ đẹp là tài năng như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến phần C, bình luận. Đây chúng ta có thể đưa ra nhiều hướng bình luận, cũng không nhất thiết theo cô giáo. Tuy nhiên hướng gợi ý, chúng ta sẽ giải thích là
Phấn cao thể hiện là người ra sao, có tài năng này. Phấn cao cũng mang vẻ đẹp đại diện cho tầng lớp nào ở trong xã hội khi mà được nói đến qua vẻ đẹp thư pháp. Và đặc biệt là chúng ta có thể so sánh tài năng này với nhiều tài năng khác của phấn cao cũng như là tài năng khác của những nhân vật nổi tiếng. Thế như thế là bài của chúng ta sẽ đảm bảo là sâu sắc rồi. Từ đấy thì chúng ta có thể áp dụng vào trong những bài khác của trên lớp. Cô mong là chúng ta sẽ có được những bài văn và chúng ta sẽ ưng ý, đảm bảo được độ dài, đảm bảo được sự sâu sắc, có sự sáng tạo. Và các em sẽ không bao giờ phải băn khoăn về việc phải nhớ bao nhiêu ý, phải biết bao nhiêu thứ ở trong một cái dàn của mình. Xin chào tất cả các em.